Nghe cho kỹ này. Quá trình apply Fulbright không phải quá trình nộp đơn vào đại học. Đây là quá trình đi tìm lại chính mình. Thì bởi vì là mình vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, một kỳ thi mà mọi người coi là quan trọng nhất. Mình vừa trải qua kỳ thi đại học tuần trước, nhưng mà đối với mình thì mình đã trải qua cái kỳ thi đấy từ tháng 3, tại vì mình đã nộp đơn vào Fulbright. Cái quá trình của mình đến với Fulbright nó khá là... Mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm lớp 11, khi mà mình đang... Đương nhiên là cái thời gian đấy là cái giai đoạn mà mình mà mọi người đang lo lắng chọn trường, chọn ngành các thứ, và mình cũng phải lo chứ, đúng không? Cái hồi đấy thì mình có 3 option chính. Một là học trường công trong nước, hai là học trường quốc tế, và ba là học đi du học. Lúc đấy thì mình cũng không biết là mình thích cái gì cả. Mình chắc chắn là đa số những người bạn của mình cũng chưa thể chắc chắn được là họ thích cái gì. Và cái việc chọn ngành khá là khó khăn với tất cả mọi người đi trong cái độ tuổi như thế này, chắc chắn rồi. Và mình thì cũng không phải là một ngoại lệ, và bản thân mình là một người thích rất nhiều thứ. Mình thích nhiều thứ lắm ấy, từ kinh tế, môi trường, thời trang, nghệ thuật, tâm lý. Ôi, nói chung là rất là nhiều. Và lúc đấy mình rất là khó chọn ngành cho mình. Nhưng mà hồi đấy thì mình đang có hai option chính. Một là mình sẽ học kinh tế, hai là mình sẽ học tâm lý. Cái việc mà mình chọn ngành kinh tế thì bởi vì là nó cũng không phải là thực sự thích kinh tế ấy, mà là bởi vì kiểu mọi người đều theo cái ngành đấy, cho nên là ok, không phải một lựa chọn tồi. Và bố mình thì cũng muốn mình có thể học kinh tế để sau này có thể ra trường kiếm được việc làm dễ dàng. Ok, mà mình có nói ở cái video trước của mình thì mình có tìm hiểu về tâm lý, và mình thực sự là rất là thích cái ngành này. Và mình bắt đầu đi hỏi bạn mình nó định thi vào trường gì. Thì bạn mình bảo là nó đang nhắm một cái trường tên là Fulbright. Cái trường này ở Sài Gòn. Và cái lần đầu tiên khi mình nghe bạn mình nói về Fulbright, mình cảm thấy rất là sốc. Khi bạn mình nói là ở Fulbright mày sẽ phải học rất nhiều thứ, mày sẽ học gọi như là tất cả mọi thứ đi, những cái môn nền tảng từ xã hội, nhân văn, tự nhiên, khoa học. Lúc ấy mình tự hỏi là cái trường này bị điên à? Tại sao lại học nhiều như thế? Tại sao lại bắt học sinh học nặng như thế để làm gì? Lúc mà nghe cái đấy thì mình có một cái định kiến về trường là cái trường này nó bị kỳ cục ấy, nó không dạy một cái ngành nào cụ thể, hay là tại sao lại nó bắt học sinh học tất cả mọi thứ? Nó đáng ra là phải dạy một cái ngành cụ thể ở đấy để sau này học sinh có thể ra ngoài và kiếm việc làm với cái ngành đấy. Nhưng không, trường này hoàn toàn sẽ đi ngược lại với những cái trường khác. Và đây là cái mô hình giáo dục nó gọi là giáo dục khai phóng, và mình sẽ nói trong video khác. Mình hỏi bạn mình như thế tại vì là lúc ấy mình đang cân nhắc là khi mà nếu mình học tâm lý nhá, thì trong những cái trường công ở Việt Nam, cái ngành tâm lý nó không hề có một cái gì cả. Mình khá là lo lắng về cái chương trình học của mình. Nếu mình chọn cái trường giả sử như là nhân văn hoặc là hưu tech để mà học tâm lý thì ra trường nó sẽ khó kiếm việc làm, hoặc là cái chương trình học nó không được đảm bảo. Hoặc là mình có thể chọn đi du học thì cái chương trình, cái degree, cái bằng ở bên đấy nó có giá trị hơn, mình có thể bằng cách nào đấy kiếm được một việc làm ở bên đấy. Nhưng mà hồi đấy thì đang dịch, cho nên là mẹ mình bảo là một là ở nhà, hai là ở Việt Nam. Mình đã loại cái phương án đi du học từ lúc đấy rồi. Và lúc đấy mình chỉ còn hai lựa chọn. Một là những trường quốc tế như kiểu là BUV, VinUni, RMIT, hoặc là những cái trường công như kinh tế quốc dân, ngoại thương. Và sau khi nghe bạn mình nói là em ấy ở Fulbright có ngành tâm lý ấy, và lúc đấy mình thực sự muốn học ngành tâm lý ấy, mặc dù là mình chưa chắc là mình sẽ có thể tìm một cái việc làm tốt đi, nhưng mà mình thực sự muốn đi tìm hiểu về cái này ấy. Mình muốn đi tìm hiểu về cái này thôi, đơn giản là thế. Và kiểu đấy là cái mục đích bắt đầu, chứ không phải là bởi vì mình muốn tìm việc làm. Cho nên là mình rất là muốn học tâm lý, và mình bắt đầu tìm hiểu về Fulbright từ đây. Thì nhá, trường Fulbright thì chia ra làm hai kỳ tuyển sinh, kỳ ưu tiên và kỳ mùa xuân. Cái quá trình nộp đơn của mình nó kéo dài từ hè năm ngoái, tức là hè năm 2020 đến tháng 1 năm đấy, tại vì đấy là deadline của kỳ ưu tiên. Và cái hè năm ngoái là cái hè mà mình dập mặt và mình ôn thi IELTS ấy. Cho nên là sau khi mình ôn thi IELTS rồi mình thi xong IELTS là tháng 10 đi, đúng không? Tháng nhỉ? Mình không biết nữa, mình không nhớ. Trong cái khoảng thời gian đấy mình vừa ôn IELTS, mình vừa cố gắng nâng cái điểm GPA ở trên lớp, và mình vừa nộp đơn Fulbright. Và sau khi tìm hiểu về trường thì mình càng ngày càng thấy đây là một cái nơi dành cho mình. Cái mô hình giáo dục này nó sinh ra là để dành cho mình học ấy. Và lý do tại sao thì mình sẽ làm ở một video khác. Nhưng mà
về cái quá trình nộp đơn trước nhá. Mọi người tưởng tượng ra cái quá trình mà mình crush một ai đó, mình thích một ai đó, mình rất là thích người ta, và mình bắt đầu đi stalk họ. Thực sự mình đi stalk mọi người ấy, đầu tiên là mình sẽ phải đi tìm hiểu về trường đã. Mình tìm hiểu về trường, mình đọc khá là nhiều về trường, mình đọc ở trên tất cả nền tảng social media hay là network mà mình có thể tìm thấy, giả sử như là ở trên website. Mình đọc tất cả các mục và mình ghi tóm tắt lại là à, cái trường này nó có những cái thứ gì, nó show ra những cái thứ gì, nó hướng đến cái gì. Tiếp theo thì mình vào Facebook của trường thì có hai cái page chính mà mình follow là Fulbright University Việt Nam và Road to Fulbright. Mình follow cả ba cái Insta của trường. Mình xem tất cả các video về trường của cả học sinh trường và của trường đăng lên này. Tất cả các livestream, kiểu như là tất cả các anh chị mà mình nhìn thấy ở trên Facebook của mình ấy, mình thấy là có liên quan đến Fulbright ấy, là mình add hết, mình add sạch. Từ giáo viên, staff đến các anh chị, các khóa cô 24, rồi cô design year, các thứ. Mình add hết tất cả mọi người. Em xin lỗi các anh chị vì vì đã làm phiền mọi người. Ngoài cái việc mà mình đọc những cái resource ở trên mạng này, những cái nguồn có sẵn, thì mình bắt đầu đi nhắn tin. Mình quên là mình nhắn gì rồi, nhưng mà kiểu như mình hỏi về Fulbright này, mình hỏi về cái phương thức hoặc là cái cách mà Fulbright tuyển sinh, nói chung là những cái thắc mắc của mình về Fulbright. Sau đấy mình cũng đi stalk, kiểu stalk Facebook của các anh chị và các giáo viên. Em xin lỗi các anh chị. Nhưng mà bởi vì là mình stalk tại vì mình rất là tò mò, không biết là sinh viên Fulbright có cái gì mà gọi được accept vào trường. Và mình thấy là có người rất là đỉnh, có người làm hết dự án này đến dự án khác, có một cái profile dày đặc như này ở trên Facebook, nhưng mà cũng có người không có đăng một cái gì cả, kiểu antisocial ấy. Nó rất là đa dạng như thế. Sau khi mình stalk xong, mình nhắn tin và mình tìm hiểu về con người ở Fulbright, và mình tìm hiểu là Fulbright đang hướng đến cái gì, và mình có phải cái người mà đang phù hợp với trường hay không, thì cái quá trình chuẩn bị của hồ sơ của mình chỉ cần trả lời đúng một câu hỏi: Who are you? Bạn là ai? Bạn là ai trong cuộc đời này? Một cái hồ sơ đại học của học sinh Việt Nam sẽ thường chỉ có bảng điểm và những cái thành tích giải tỉnh, giải quốc gia, các thứ. Nhưng mà hồ sơ Fulbright họ lại không hỏi cái đấy. Họ hỏi em là ai? Nghe cho kỹ này. Quá trình apply Fulbright không phải quá trình nộp đơn vào đại học. Đây là quá trình đi tìm lại chính mình. Nghe nó khá là kiểu mind blowing, nó khá là what the hell. Nhưng mà nó là như thế, chính xác nó là như thế. Và đây là cái điểm đặc biệt về cách thức tuyển sinh của trường. Và thực sự quá trình này nó không hề giống bất kỳ một cái kỳ thi nào. Thì ở đây mình có ba cái quyển sổ. Cái hồi đấy là mình ghi, mình brainstorm và mình take note về bản thân mình ở trong những quyển sổ này. Nếu như bạn có nhật ký thì khá là dễ để cho bạn nhìn lại là bạn đã trưởng thành như thế nào. Nhưng mà bởi mình không có thói quen viết nhật ký, cho nên là mình phải tự nhớ lại bằng cái trí não dở hơi này của mình. Mọi người có nghe thấy tiếng gà gáy hay tiếng ếch nhái gì ngoài kia không? Tại vì ngoài kia đang mưa. Mình đeo tai nghe và nhưng mà không biết mọi người có nghe thấy không, nhưng mình nghe khá là rõ. Thì cái hồi đấy, mỗi khi mình lên trường, mọi tiết học đối với mình thì mình đều là tiết học đi tìm hiểu bản thân. Mình bắt đầu liệt kê những cái mốc sự kiện quan trọng đã xảy ra trong cuộc đời mình. Nó không chỉ nằm trong cái mảng học thuật mà nó còn là cái personal life nữa. Nhà trường muốn xem là cái quá trình mình trưởng thành, mình đã vượt qua những cái khó khăn và mình trưởng thành qua những cái đấy như thế nào. Và mình phải liệt kê tất cả những cái đó, những cái sự kiện quan trọng xảy ra, giả sử như cái hồi mình conflict với bố mẹ mình này, hoặc là cái lúc mà mình chuyển nhà, hoặc là cái lúc mà mình cắt tóc như một thằng con trai và mình bị left out. Nói chung là những cái đấy nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của mình, và mình sẽ phải liệt kê từ lúc mình sinh ra và mình có trí nhớ đến bây giờ để xem là trong quá trình đấy mình đã thay đổi như thế nào. Về quá trình này khá là gian nan mọi người ạ, nó không dễ dàng, không phải kiểu một phát mình nghĩ ra được luôn, mà là nó phải dằn vặt bản thân mình trong ngày và đêm. I need some water. Water, 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 water. Okay. Sau khi mình đã phần nào hiểu được mình là ai thì mình sẽ chuyển đến bước tiếp theo là hồ sơ. Nghĩa là mình biết bản thân mình là ai rồi, nhưng bây giờ mình phải thể hiện nó ra cơ. Thì cái bộ hồ sơ của mình có thể chia là 6 phần, nhưng mà có thể chia thành 4 phần chính, và là phần thông tin cá nhân này, và 3 phần còn lại rất là quan trọng: động giải thưởng, bài luận hoặc sản phẩm cá nhân, và thông tin thêm.
tất cả những cái thứ mà mình cân nhắc cho vào cái hồ sơ của mình nó phải thể hiện hoặc là nó phải đóng góp một cái gì đấy trong cái bức tranh chân dung mà mình vẽ mình ở trong hồ sơ. Mình đang buồn ngủ quá. Cái quá trình mà mình làm hồ sơ này thì mình khuyên là mọi người nên làm ở trên máy, thì để kiểu làm trên Google Doc hoặc là một cái phần mềm nào đấy nó lưu trữ được cái thông tin, để giả sử có một cái trong cái quá trình apply mà nó có một cái lỗi nào đó thì ít ra mình có cái phần backup ở đây, mình có thể copy lại vào đấy. Nếu như mà mất thông tin hoặc là có một cái lỗi nào đó thì bạn sẽ phải làm lại từ đầu, which is pretty fucked up. So personal essay, nghĩa là cái phần viết luận ấy, thì hồi đó có 5 đề. Hình như là mình chọn cái Eureka moment, tức là cái khoảnh khắc mình nhận ra một cái gì đó ấy. Mình dành tất cả thời gian rảnh của mình, kể cả thời gian trên lớp nhá, khi mình đang học ấy thì mình vẫn bật YouTube lên mình xem là những cái video kiểu how to apply to Harvard hoặc là to NYU, nghĩa là những cái trường top đầu ở bên Mỹ này. Và mình cũng lên mạng để đọc những cái bài essay để xem cái cách mà họ thể hiện bản thân như thế nào để mình có thể học theo. Sau khi mình hoàn chỉnh cái bộ hồ sơ này thì mình có gửi cho một số người mà mình tin tưởng từ tận đáy lòng. Mình bảo là mày có thể đọc hộ tao cái hồ sơ này và xem là mày nhìn thấy con người như thế nào sau khi mày đọc cái bộ hồ sơ này. Thực ra là cái hồ sơ của Fulbright thì chỉ có cái phần personal essay là cái phần luận, hoặc là cái phần description của cái sản phẩm cá nhân là phải viết bằng tiếng Anh thôi. Nghĩa là chỉ có một mình phần đấy là viết bằng tiếng Anh, còn lại thì có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh đều được. Nhưng mà mình lựa chọn việc viết bằng tiếng Anh từ đầu đến cuối, tại vì nó giới hạn số từ ấy, mà mình thấy là viết tiếng Anh thì nó viết được nhiều, một từ của nó bằng 2-3 từ Việt Nam trong tiếng Việt gì đó. Giả sử như là từ tranh biện đi, trong từ Việt Nam là 2 từ nhưng mà trong tiếng Anh chỉ là 1 từ là debate đó, thì mình sẽ tiết kiệm được từ và mình sẽ nói được nhiều ý của mình hơn. Và đó, lúc đó cái quá trình này nó thực sự xứng đáng. Càng mệt mỏi, càng đau đầu bao nhiêu với cái hồ sơ này thì mình càng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện bấy nhiêu khi mà mình đỗ Fulbright. Ba, hai, Một. một. Đâu đâu How đâu did đâu. I take it off for you, man? Congratulations. Chúc mừng con gái. We are like to offer the office to glass. Ôi ôi, to glass of 2025. Congratulations. Okay, that is the end. Mình buồn ngủ quá mọi người ạ. Tạm biệt mọi người. See ya.